vậy là lượt thi đấu thứ tư đã bắt đầu rồi, năm đại ngựa. Đây là lượt thi đấu xuất phát đầy đủ tất cả năm đại ngựa. Vâng, xuất phát rất là nhanh và có thể là tính chất quyết liệt ở ngay cái lượt đua thứ tư. Ở vòng đầu tiên lượt đua thi đấu thứ tư này cũng đã diễn ra rất sôi nổi rồi. Bao nhiêu đây? 108 và Văn Huỳnh đang hối. Giải 3 năm 2018 đang dẫn đầu và có sự cạnh tranh quyết liệt. Đang ở vị trí thứ tư là 67 Vàng Văn Thăng của Bắc Hà. Vàng Văn Huỳnh vẫn đang giữ được tốc độ. Vâng, vẫn đang là Vàng Văn Huỳnh 108 giải 3 năm 2018 đang dẫn đầu ở lượt thi đấu thứ tư. Vâng, chạy ghê chưa? Và đang bám đuổi nhau rất quyết liệt. Vâng. Nhiều cái nước chạy 110 xuống thành phố. Tiếp theo là chấu xeo phở của bản phố. Và thưa các bạn, 67 Hoàng Văn Thăng của chiến Bắc Hà cũng đang rất quyết tâm. Vẫn còn rất nhiều cơ hội. 67 ơi, cố lên. Vâng. Như vậy là 108 còn 2 vòng đua nữa. 112 chấu xeo phở cũng còn 2 vòng đua nữa. Em biết đâu anh Thành ơi. Phải bảo anh Vượng này. Anh Thành sáo bảo là cùng anh. Em đâu em. Vâng. 136 Lâm Văn Nam Tà Trải vẫn đang quyết tâm. Đang đẩy nhanh tốc độ. Đường đang có một chút sự cố xảy ra rồi. Có một đàn ngựa nữa. Dây ngựa. 67 cố lên. 67 còn 2 vòng đua nữa. 108 còn 1 vòng đua nữa. Cố lên. 108 thưa các bạn là Vàng Văn Huỳnh xã Đà Hối. 110 110 xã Tải Phố Sùng Nhất Dìn cũng còn 1 vòng đua nữa. Thưa các bạn là như vậy là ở lượt đua thứ tư này chúng tôi thấy đã có sự cách biệt rồi. Tuy nhiên rằng là ban tổ chức sẽ tính thành tích bằng thời gian cho nên là không có đề gì cả. 136 Lâm Văn Nam Tả Trải cũng còn một vòng đua nữa. Bao nhiêu đây? Vâng, 112 thưa các bạn là chấu xeo phở bản phố còn một lượt đua nữa. Và lúc này thì Vàng Văn Huỳnh cũng đã cán đích đầu tiên là lượt đua thứ tư. 67 còn một lượt đua nữa. Vâng, đây là cuộc đua của lòng dũng cảm. Nó toàn muốn tham gia nó lại là vào người thắng cố rồi. Đập mạnh vào, đập tay vào. Vâng, 136 thưa các bạn là 136 Lâm Văn Nam và Cả Trải cũng đã cán đích rồi. Con ngựa áo xanh thì vẫn còn một người chạy ra. Vẫn còn hai đại ngựa này đang tiếp tục. Vẫn còn pha đấy. Bây giờ cần ngã. Lật cán đích rồi. Cố lên. Lại một sự cố rồi. Đúng là ngựa đi đường người, ngựa đi đường người rồi tiếc quá. Vâng, cuộc đua là như vậy. Chính vậy cũng làm nên cái sự hấp dẫn. Càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan. Xin được. Vâng, cổ vũ cho tinh thần thi đấu của 112 rất quyết tâm. Rất tiếc cho 112.